Tại sao mà nghe tôi nói là chạm đáy nỗi đau mọi người lại liên tưởng đến chia tay Phương Anh nhỉ? Kia đau thì cũng phải đau rít đau rát chứ đâu phải cứ đau là chia tay đâu. Mọi người thật là vớ vẩn mà, nghe tôi kể tiếp đây này. Sau khi mà nói xong câu chuyện đấy với mẹ tôi thì tôi với cái tâm thế rất là bình thường. Tôi thì cũng vâng dạ cho mẹ yên lòng, sau đấy rồi đưa Phương Anh về. Trên đường về thì tôi thấy Phương Anh cứ im lặng chứ không tíu tít như mọi ngày nên tôi cũng thấy lạ. Nên tôi cũng chỉ nghĩ là chắc hôm nay nhiều chuyện rồi tối nay cũng có chuyện nữa. Vậy nên là cô ấy chỉ buồn và mệt mỏi thôi. Đến khi mà về đến trước cổng nhà của Phương Anh thì Phương Anh mới gọi tôi xuống để nói chuyện. Nhìn mặt Phương Anh thì bây giờ trông rất là buồn, rầu rĩ và nhiều suy tư. Tôi thì cũng đoán được phần nào thôi về cái tâm trạng của Phương Anh nên là cũng dỗ dành. Thôi mà, buồn gì nữa, tao vẫn đứng đây với em mà. Ngày hôm nay thì đúng là xảy ra rất là nhiều chuyện nhưng mà mọi chuyện thì vẫn ổn. Ngày mai sẽ là một ngày mới và nó sẽ tươi sáng hơn. Vậy nên là lát nữa em cứ vào ngủ ngon, chờ đợi đến ngày mai nhá. Tôi nói rồi cười hì hì, sau đấy giơ tay lên véo má và vuốt tóc nàng. Nhưng mà khuôn mặt của nàng thì cũng không chuyển biến gì nhiều. Nàng chậm chậm ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt rất là buồn rầu và nói: "Thực sự thì tao thấy cả chuyện ban sáng lẫn mấy chuyện vừa rồi thì nó cũng không buồn đến mức như thế này đâu. Câu chuyện lúc nãy của mẹ nuôi thì làm tao suy nghĩ nhiều quá. Anh có để ý không, nhưng mà hình như là thật sự chuyện này nó nghiêm trọng đấy. Trước khi mà nói chuyện với anh và tao lúc đấy thì tao thấy mẹ khóc thì phải."